Tiền rồi, like đó. Dạ, con chào thầy, Đi con rồi. tên là Dạ, con chào thầy, con tên là Nguyễn Thiệp Hồng. Con đang học khóa 152. Chào cả lớp. Con muốn nói về cái con nhện này. Thì con nhện này là hồi trước là con hay đi sáng là con hay đi tập thể dục 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi á thầy. Tức là nếu mà không tập là thấy người mình nó cứ dạ khó chịu, với lại cái bụng nó mặc đồ cứ thấy nó to to khó chịu lắm. Nên là từ hồi bữa mà con đi học đến giờ thì mệt về mệt đó thầy, nên là tối khuya quá rồi con sáng chạy con dậy đâu có nổi đâu, nên là sáng chạy là con cứ sử dụng con nhện này con lăn bụng thôi. Dạ thì khoảng hai chắc không tới 5 phút đâu thầy, là con thấy là nó có vẻ nó săn mà mình không có không có cảm giác là nó sồ sồ ra giống như bình thường. Dạ, cái kiểu vậy đó thầy. Dạ. Thì mình để tức là khi mình này là có lẽ là nằm là hay nhất đó thầy. Mình nằm thì mình khi mình đè xuống mình lăn thôi. Có lẽ là khi lăn thì con hít thở sâu một xíu. Thì con nín xíu cái con ép xuống sâu xuống rồi con đẩy. Dạ. Dạ. Thì vậy đó. Nếu mà mình đẩy thì phải dùng lực dữ lắm không? Không dùng lực gì nhiều, nhưng mà ý là mình cố gắng mình hít vô một cái để cho cái cơ nó khó bụng thì mình đẩy thì một hồi là mình thấy nó thẳng theo cái đường mình đẩy luôn. Nhưng mà không những thiếu người quê nhiều thì đẩy thì dạ, thẳng xuống cũng được, thẳng được, xuống cũng được, dạ, nhiều nào cũng được. Dạ. Còn lúc nào mà đau mà bữa nào mà con quên nó, lúc mà dậy con quên nó làm thì con đứng ban ngày thì con làm ở cái tay luôn. Cái nhỏ nhớ là nắm tay lại rồi đẩy ở đây luôn cũng được, đẩy cho nó đỏ thì mình cảm giác rất là rõ khi mình đẩy đây là mình thấy cái bụng mình nó nóng mà nó rõ dữ lắm đó, mình đẩy hoặc mình xoay gì cũng được thì mình thấy cái bụng nó săn lại. Thì cái này mình cảm giác liền luôn á, mọi người sẽ thấy mà nó thấy liền luôn chứ không phải là đợi 1-2 ngày gì đó, thấy mỗi ngày luôn, thấy rõ luôn. Dạ. Nóng. Dạ. Nóng mà bụng nó nhỏ lại. Dạ, và cái bụng mình là cảm giác cơ nó săn liền luôn á. Dạ. Đánh tiếp, mà đánh ngực đó. Mặt thì sao? Dạ, mặt thì con có nói là mặt con đắng, hình như nó hơi tác dụng mặn, nó hơi lột lột da, mấy ngày nay con không đắng mặn. Dạ. Dạ. Nó mặn quá nên bữa nó bị mông da rồi. Rồi kết hợp với bữa mình đi chơi á nên là thành ra nó cũng nát, nó đại khái là nó nóng rồi nó ấy, nhưng mà bữa nay mấy ngày nay con không đánh mặt, nhưng mà con nghĩ là sau mà vài bữa da con mà nó phục hồi lại thì con nghĩ là đánh cái này là rất là sướng này. Ngay cả khi mình đau cái gì trên đầu hay gì á thì cái này con thấy nó ấn rất là dễ chịu, rất là đã. Yeah. Yeah. Con đừng có làm không con đang làm cái gì không làm cứ nói gì. Con làm cái gì mà phụ hậu chia sẻ con thấy sướng lắm này. Phụ hậu chia sẻ. Tắm tắm. Dạ. Đang như mình tắm con mình tắm. Dạ. Thấy hậu chia sẻ cái đó nên con làm. Để tác dụng lên, tác dụng. Hình như là nó tác dụng rõ nhanh chứ không có như cái hậu nói tuần đâu, con thấy mới cái ngày là con thấy nó khác rồi. À, đúng rồi, đúng rồi. Cái gì của thầy cho con thấy cũng nhanh đó thầy, thấy rõ nên là bữa con làm phụ hậu cho con không làm. Nói chung sau này chế gì cũng làm cái loại nhanh lên. Bây giờ thầy nói nếu sẵn thầy nói tiếp để thầy bàn lui chỗ này nè. Cái này thật sự là cũng muốn cống hiến cho đồng bào những người dùng cái dụng cụ của thầy đó, thì thầy có từ đưa thầy chế dụng cụ ra đó, cái design là thầy nghĩ tới cái người dùng làm thế nào cho người ta dễ dùng và cái giá thành cũng không cao quá. Nếu mà các bạn biết những người ta đã mua đi ngoại quốc mà mấy học trò thì bán bên Pháp, bên Đức, bên Nhật Bản, bên kia đấy thì giá thành rất cao và không tương tự được mình giá rẻ. Và thầy đã gì nghĩ đến người dân mình cho nên là thứ nhất là giá thành nó rẻ, thứ hai nữa là chắc chắn đừng bị hư, thứ ba là dễ dùng. Nhưng mà dễ dùng, nhưng mà cái này dễ dùng quá thì nó có con cái mà bạn phải lưu ý. Cái cây này á
mà làm nhiều á, giờ nó nóng quá mà nó kết quả rất nhanh, nhưng nhiều nó đưa qua đá lên cao, nó bằng nhiều đó, mình làm nhiều nó mới áp lên. Cho nên những người nào mà có bị huyết áp cao thì nên tránh làm nhiều, làm ít thôi, ít tức là làm chừng một phút nửa phút rồi một phút trở lại một phút thôi. Nếu bạn làm nhiều mà 15 phút hay gì đó, hơn 5 phút đó, thì huyết áp nó lên 10 điểm đó. Thứ hai là nó nóng dữ lắm, như cô Hồng có nói, nóng dữ lắm thì có thể làm mình nổi nhọt, hoặc có thể làm cho mình nếu mình nóng quá thì có thể mình đi cầu ra máu, cẩn thận, phải không? Thì những cái này tất nhiên mình đừng làm thôi, hoặc là mình nào ít thì không sao. Thì dặn thầy dặn vậy là thầy lưu ý là những người dùng tưởng là dụng cụ của thầy là nó không lấy, nhưng thật sự ra là có những cái chúng ta phải lưu ý. Nói chung là nó nóng, nóng quá dung nhiệt đâu, nhưng mà lại thấy lại người lạnh thì cần, khi người lạnh mà làm thì giữ chút xíu nóng người rồi thì thôi, nhớ chưa? Nó cũng có khi cái người cần cho người này mà không cần cho người kia. Thứ hai là cái này thì mình làm, các bạn biết không, ngay cả cơm đó. Mà lúc định đã nói xưa người là mình bánh cua đó, ăn thương hàng bánh cua gì mà mình ăn cơm, có khi ăn cơm người ta nói lũng ruột. Hồi xưa thì nhỏ lúc còn nhỏ thì nghe nói có trên bên cơm bệnh người ta cử cơm hỏi ăn cơm được chưa đó, chứ không phải đơn giản đâu. Nó lúc ta bệnh nó yếu lắm, cơ thể yếu ghê lắm, không phải muốn ăn cái da đâu, chứ đừng không nói mình nói dụng cụ, mà chính như những cái bệnh người ta cũng cấm, ta cử không không nên dùng thức ăn này, không nên dùng thức ăn kia, chứ không phải nó tại dụng cụ này thì nó sinh ra vậy thì nó nguy hiểm, không phải nguy hiểm. Nếu các bạn đi vào y học các bạn thấy rằng ví dụ mình uống cà phê sữa đá đi, cà phê sữa đi thì cái đó nó uống nhiều nó sinh ra đau gan, nhưng mà đừng nói dụng cụ này. Bây giờ dân Việt Nam đau gan, viêm gan siêu vi nhiều lắm, với vàng da đó, và hàng đầu thế giới là do uống cà phê sữa. Thầy có ghi trong uống thực dưỡng sinh của thầy đó, uống nước đá thì bạn thấy vô tội vạ, nhưng mà uống nước đá nhiều quá, một ngày 5-7 ly có, như cậu kia nó uống một ngày 15-20 ly uống đá, trời nóng rồi thì người dân trong miền Nam cũng hay uống nước đá nhiều, do đó ảnh hưởng sức khỏe là nó kém sức khỏe, nó mau mệt, nó không làm việc dai sức được. Cũng như nước cam, lâu uống là nước cam chanh, uống nhiều quá một ngày 2-3 trái cam thì thầy có ghi luôn ẩm thực dưỡng sinh đó, bệnh đường ruột viêm đại tràng mãn tính, rồi cơ nó quại, mau mệt, rồi bệnh xỉu, rồi bệnh cảm. Nói chung là cái thức ăn thức uống không nó bị nữa, nếu mình không biết cách dùng, chứ không phải nói được cái dụng cụ này cái nào cũng có một cái nguy hiểm nếu là quá, hiểu không? Còn là ít nhất vừa thì cũng xong. Nếu bạn đừng đỡ sợ hỏa hồn đó, cái này cái ghê bên sao dám mua, cái gì cũng có thể gây chết người, nắm được cái này có đồng ý không? Cho nên trong cái đi học, mình đi học về hoặc là ngay cả thực phẩm chức năng thì cũng có cái dùng tốt, có cái dùng tốt, và dùng ít thì tốt, dùng nhiều thì cũng tốt. Mà giờ nói cái tên đó là thực phẩm chức năng thì cái đó ai có nhiều người biết rồi, bị ăn mà mình ăn uống tầm 7 tầm 3 còn bệnh, chứ đừng nói mấy chuyện đó. Cho nên tốt nhất là mình, nếu mình quý trọng sức khỏe mình á, mình biết cách lo đó, thì mình phải chịu khó cẩn thận theo dõi, đọc sách, biết hiểu thêm nhiều về y khoa. Những quyển sách thì dạy ông từ những sinh ra những cái công là những sách mới quyền từ bé học nghiên cứu quyền đạo cho nó kỹ để biết tính năng của thực quyền nó như thế nào. À, quên nói cái này nè, có cái quyền 19 á, là quyền bữa không có học viên nào báo cáo mới gần đây thôi, báo quyền 19 á thì chị giật bẻ rất là hay, và nên lưu ý cái này nè. Cái quyền thì nó cũng có cái mà bấm được bậy thì cũng được. Thí dụ cái quyền
mà số quyền số 61 bên trái mà nó hồi xưa trăm mà nó trăm sâu là xỉu quyền 103, 124 nè, hồi xưa trăm giờ mình có trăm thì không sao, hồi xưa nhiều người trăm đi đến ta xỉu mà giờ trăm cứu cứu người. Bây giờ thầy muốn nhấn mạnh đến quyền 19 là đây thì một xin báo cáo là quyền 19 thì giờ vẽ rất là hay một chuột rút đó, tiếng Bắc là chuột rút. Tại vì sao? Nó làm điều hòa co giãn cơ. Cơ nên co thắt vậy nè. Mình đi tấm sông, tấm biển thì nguy hiểm nha. Đừng lỡ lỡ chuột rút nó qua tấm sông bôi lỡ được. Thì thay vì mình làm những cái cát lâu hơn, mình lấy dụng cụ ra mình lăn dùng hết nhưng mà lâu. Mình 19 năm lên, 19 là người cấp cứu. Đúng vậy. Ông siêu nhã rồi. Cơn vũ ra liền, quyền đó là quyền điều hòa sự co giãn cơ, quyền 19. Co quá thì nó giãn ra, mà giãn ra quá bấm nó thung lại. Quyền 19 là quyền cấp cứu, hay lắm. Cũng như gạch mặt, nếu bây giờ gạch mặt gạch hết mặt thì mới bớt gạch cho bạn á. Gạch hết mặt đau lắm. Thì khi cấp cứu với áp cao, phủ với áp thấp, nó là điều hòa, gạch mặt là điều hòa. Điều hòa huyết áp, điều hòa tim mạch, điều hòa những cái ví dụ rất xỉu gạch thì tỉnh lặng. Tất nhiên gạch có khi gạch tới 3-4 lần nó tỉnh nha, chứ không có gạch 1 lần đâu. Cái bấm quyền 19 cũng có cái dạng đó. Các bạn nhớ chưa, cái này đơn giản là thầy dạy thì ai chưa biết quyền 19 là điều hòa qua giãn cơ đó. Nhưng khi ta bị chuột rút thì là bữa nào làm thử biết liền. Tôi xin chào các bạn nha và chúc các bạn là lắng nghe những lời thầy và ứng dụng cho tốt. Chúc bạn sức khỏe.